Rồi có một vị hỏi là sư cho con hỏi, có một vị giảng sư trong một clip nói rằng sau 5.000 năm, xá lợi của Phật sẽ tự gom lại và thuyết pháp lần cuối. Sẽ tự gom lại và thuyết pháp lần cuối. À, vậy có đúng không sư? À, nó được ghi trong kinh Tạng hay do người đời sau sự tự suy đoán ra? Mong sư giải thích cho rõ. À, con cảm ơn sư. Thì về cái vấn đề này á, thì Đại Đức Tuệ Tường có một cái video trả lời khi mà quay trước ở khi Đại Đức ở Ấn Độ. Thì sẵn cũng giới thiệu là Đại Đức đã có cái kênh YouTube là Quê Quân Lá Thiết Cú, thì quý vị có thể đăng ký nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Mời Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Tôi để thành đoạn. Kính chào quý vị. Trước khi trả lời cái câu hỏi liên quan về vấn đề xá lợi sau 5.000 năm á, tôi hỏi lại ở Bồ Đề Đạo Tràng. Clip này đã được sư quay rồi, đúng không? Bối cảnh clip này sư quay thì hiện tại sư đang ở Kusinara, tức là nơi Đức Thế Tôn nhập vô dư Niết Bàn. Xin thưa quý vị, cái vấn đề mà xá lợi sau 5.000 năm tụ hội thì cách rất là lâu, khoảng lúc mà sư mới tu, sư cũng có nghe một vị trưởng lão cái Năm Tông Kinh cũng có nói vấn đề xá lợi sau 5.000 năm tụ hội ở Bát Nhã Giá, biến thành một vị Phật thi hiện, tức là từ Bali, tức là Nimitta Buddha. Thì sẽ thuyết pháp, và khi thuyết pháp sẽ ai mà nghe được thì sẽ giác ngộ. Thì xin thưa, thì thời điểm đó sẽ nghe thì nghe nói là cái tài liệu này cũng là thuộc về chú giải, nhưng vấn đề nhưng chính ở đây là như vậy thưa quý vị, là chúng ta phải biết có những chú giải chính thống và những chú giải không chính thống. Là như thế nào? Thưa quý vị, giống như những chú giải chính thống là được các vị trưởng lão qua 6 kỳ cái tập Tam Tạng được công nhận và được đem vô nghiên cứu và được đưa vô những cái tài liệu mà truyền bá rộng rãi. Còn những cái tài liệu mà chú giải mà không chính thống thưa quý vị, thì vẫn xem, vẫn đọc, nhưng mà chỉ mang tính tham khảo thôi. Thì khi mà cái câu hỏi này thưa quý vị, câu hỏi này là sư cũng bản thân sư đây, sư cũng đã thắc mắc từ rất là lâu rồi. Thì sư cũng có tìm hiểu với nhiều nguồn và cũng tham khảo một cái vị trưởng lão của hệ phái Nam Tông, một vị trưởng lão rất là thông thạo về Pali chú giải và Ví dụ pháp. Thì khi mà sư hỏi cái ngài này nè, thì ngài nói là đúng, là thật sự là ngài cũng có nghe, nhưng mà về cái độ, về cái mang tính chính thống á, thì nó không có gọi là chính thống thưa quý vị. Cho nên là khi mà nói mình phản bác á, thì cũng không gọi là phản bác, nhưng mà cái vấn đề mà xá lợi sau 5.000 năm á, với tụ về Bồ Đề Đạo Tràng á, thì chúng ta ở dừng cái mức gọi là tham khảo thôi. Trừ khi nào mà những chú giải mà thuộc về chính thống qua 6 kỳ cái tập Tam Tạng, thì sư ví dụ giống như là thuộc về Atthakatha, Atthakatha Tika, hoặc là Anh Nhá, anh nhá giống như là quý sư Thi Mắt Gá Thịnh Đạo thưa quý vị, thì mấy cái đó chấp nhận được. Xin thưa quý vị, về những cái quan điểm mà quý vị hỏi những điều kỳ diệu về xá lợi, thì sư có thể chia sẻ ở đây cho quý vị hiểu rõ thêm về vấn đề xá lợi. Hiện tại bây giờ ở thánh thánh tích của Kusinara này, sư cũng muốn chia sẻ những cái vấn đề mà kỳ diệu để xá lợi đó, những điều thiêng liêng đó, cho quý vị nghe, quý vị hiểu. Và bản thân sư cũng đây cũng mong mỏi là để được tăng trưởng phước báo. Thì sư quý vị, thì khi mà nói về vấn đề xá lợi mà khi Đức Thế Tôn làm lễ chà tỳ, thưa quý vị, làm lễ chà tỳ của Đức Thế Tôn đó xong đó, thì sau đó là ông Bà La Môn Đô Na phân chia xá lợi các nước. Nếu mà nói những cái điều kỳ diệu xảy ra xá lợi Đức Phật đó, thì có những điều sau đây. Đó là khi mà ngài Maha Kassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp thưa vị, cùng vua Cha Sát Tú, tức là vua Xà Thế đó,
có nghĩa là cùng hợp tác để xây dựng tôn thờ xá lợi, đúng không? Rồi nhưng mà vì cái năng lực đặc biệt á, của ngài Sa-xin Bút Tá, cho nên ngài thấy được ba cái điều này, thấy được hai cái điều này, thưa quý vị. Ngài thấy được trước tương lai là như vậy. Thì trong tài liệu Đại Phật Sử của ngài Minh Quân á, có ghi lại như vậy. Đại Đức Maha Kassapa Bá bằng năng lực đặc biệt của vị ấy đã thấy được tương lai, đã thấy rằng những bảo tháp ấy có thể bị ăn cắp bởi những người theo tà kiến. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu một chỗ cất giữ kín đáo được xây dựng thì những xá lợi ấy sẽ được Vasuka tìm thấy và sẽ được trải rộng khắp cõi năm thiện bộ châu để đem lại lợi ích to lớn cho chư thiên và nhân loại. Đó là hai cái điều mà ngài Kassapa Bá, Maha Kassapa Bá biết có cái năng lực đặc biệt, nó biết trước được tương lai là có hai điều này, cho nên là ngài mới quy tụ những xá lợi để đưa vua cho vua Ajatasattu xây dựng làm bảo tháp tôn thờ. Và rồi cái điều kỳ diệu cái tiếp này, thưa quý vị, và sau đó để Đức Maha Kassapa phát nguyện là xin cho cái vùng đất tại chỗ này được hoàn toàn sạch sẽ, nghĩa là vùng đất mà chỗ nơi làm bảo tháp tôn thờ Đức Phật, thưa quý vị. Đó là điều thứ nhất. Thì điều thứ hai là nếu có những đá to nào thì xin cho biến mất ngay bây giờ. Và cái thứ ba là xin đừng có nước xuất hiện ở đây. Thì ba cái điều này của ngài Kassapa trên chú nguyện này, thì không xảy ra ở nơi mà xây dựng tôn thờ bảo tháp, thưa quý vị. Rồi tiếp đó, cái điều kỳ diệu này mới về xá lợi mà ngày Maha Kassapa phát nguyện, thưa quý vị. Đó là thứ nhất, xin cho những bông hoa tươi mãi, có nghĩa những bông hoa ở trong bảo tháp của Đức Phật đó, họ được xá lợi Đức Phật, thưa quý vị. Thứ hai là xin cho những loại hương thơm giữ lại mùi hương của chúng. Thứ ba là xin cho những ngọn đèn được đốt sáng cháy, có nghĩa là xin cho những ngọn đèn được đốt sáng vẫn cháy sáng. Và thứ tư là trên một tấm vàng trưởng lão cho khắc những chữ sau đây, nghĩa là ngài Maha Kassapa cho khắc trên một cái đĩa bằng vàng khắc cái dòng chữ sau đây nè, để quý vị biết được là cái năng lực của các ngài thánh tăng, mình gọi là đại thánh tăng, năng lực của ngài nó vi diệu thế nào, là ngài cho khắc là như vậy. Vào một ngày nào đó trong tương lai, vị thái tử tên Phí Giá Đa Xá sẽ lên ngôi làm một vị minh quân có tên là Asoka, tức nghĩa là vua A Dục, thưa vị. Vua Asoka sẽ phân bố rộng rãi khá lợi này khắp năm thiện bộ châu, tức là khắp cõi Ấn Độ, thưa quý vị. Và cái điều thứ năm là ông vua ổng mới khóa, khi mà xá lợi bảo tháp xá lợi của Đức Phật xây xong đó, quý vị, thì mới khóa lại một cái móc bằng sắt, thì ông vua mới đặt lên trên cái khóa đó một cái miếng ngọc lớn kèm theo cái lời ghi là như vậy: trong tương lai, vị vua nào cần đến miếng hồng ngọc này thì cứ dùng xài để trang trải những chi phí việc tôn kính cúng dường xá lợi. Và điều thứ sáu là mới vi diệu, thưa quý vị. Khi đó vua Trà Sắt Cá biết được sự kiện này thì mới nói với cái vị chư thiên đó, tên là Quý Sú Căm Má. Cái vị chư thiên này giống như là cái vị chư thiên về kiến tạo, về kiến trúc, thưa quý vị. Đó có nghĩa là cái năng lực của vị chư thiên này là chuyên về kiến trúc. Thì vua Trà Sắt Cá mới nói là: nay bản lành Quý Sú Căm Má, vua Ajatasattu đã làm hết sức để bảo vệ an toàn cho xá lợi, bây giờ bạn nên nghĩ cách để bảo vệ an toàn cho các xá lợi. Thì sau đó khi mà nghe cái lời khuyên của vua Trà Đế Thích gì đó, thưa quý vị, thì cái vị chư thiên Quý Sú Căm Má này nè, vị chư thiên mà về kiến trúc nè, kiến tạo nè, thì mới đi xuống chỗ cất giấu xá lợi và dựng lên một cơ cấu phức tạp mà từ đó tỏa ra hơi nóng đốt và hiện bày một cảnh ghê sợ với những phần chuyển động có liên kết với nhau, những phần chuyển động bằng những lưỡi dao bằng sắt phát sáng như cỏ được lật qua bởi những tốc độ nhanh của những cơn gió, và được nắm trong tay bởi những pho tượng dạ so bằng gỗ đứng canh giữ khắp nơi bốn phía. Có nghĩa là khi mà nghe vụ Trà Sắt Cá khuyên đó, cái vị này mới xuống dưới, có nghĩa làm cái cơ quan, làm cái chỗ mà nơi thờ Đức Phật, vị làm cái cơ quan mà gọi là thiên la địa võng phức tạp. Mục đích đen chi, mục đích là để cho những cái đối tượng, những cái tượng mà tà kiến, những đối tượng mà phá hoại, thưa vị, cho dù có xâm nhập, có thấy được thì cũng không có làm hoại, hư hoại, phá hoại được cái nơi tôn thờ của bảo tháp xá lợi của Đức Phật. Đó là cái điều ấy. Rồi cái điều này mới thể hiện cái sự kỳ diệu của vế sao, quý vị. Thì khi mà ông vua sau hơn 200 năm Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, các vị thánh tuần tự các ngài cũng nhập diệt hơn 200 năm, thưa quý vị, thì đúng như điều dự đoán của ngài Maha Kassapa, thì có một vị vua tên là Asoka lên ngôi, là vua A Dục.
Thì ngài là một cái vị vua mà có tính tâm với Phật giáo rất là dũng mãnh, rất là kiên cố đó, thì ngài mới cho đi tìm, xá lợi Đức Phật để tôn thờ, thưa vị. Thì khi mà quá trình tìm nó rất là cực khổ, thưa vị, chứ không phải đơn giản mà tìm được cái xá lợi đâu. Có nghĩa là ông phải cho quần thần, đi tìm, đi khắp cõi Ấn Độ để tìm được cái nơi mà nào mà nghe, miễn nghe nơi nào mà có xá lợi Đức Phật, là cái vị vua đều cho quần thần đến khai quật lên đó. Thì khi mà xác định được một cái nơi này chính xác là bảo tháp xá lợi Đức Phật đó, thì ông vua cũng mới đích thân cũng đến. Thì khi mà đích thân đến, thưa vị, thì cảnh tượng á, cái cảnh tượng mà giống như nãy sư mô tả đó, cảnh tượng mà gọi là thiên la địa võng của cái vị chư thiên quý số Cam Má đó, để làm, để bảo vệ bảo tháp của xá lợi Đức Phật đó, để không cho những cái kẻ xấu, những cái kẻ mà tà kiến phá hoại, thưa vị. Thì ông vua ông mới hãi hùng, có nghĩa là do thiên la địa võng của vị chư thiên làm, thưa vị, nó quá là công phu, quá là kỳ công, cho nên cả một đạo quân. Rồi ông vua Asoka ổng thuê những cái người thầy bùa, thầy bà la môn này nó các kiểu để làm chú thuật này vậy, nhưng mà vẫn không có thể mở được đó. Rồi sau đó đó, ông vua Asoka với cái năng lực tinh tâm mình mới nói là đại loại như vậy, nói là xin các vị chư thiên hãy thấu cái lòng tôi, tại vì tôi không có muốn, tôi chỉ muốn là mở cái chỗ nơi thờ xá lợi Phật nè, rồi tôi rải rộng ra thờ, làm bố 84.000 tháp thờ khắp cõi Ấn Độ này, cho nên hãy giúp đỡ tôi để mở được này. Thì khi đó cái vị chư thiên, cái vị vua Sắt Cá nghe được, thưa vị, nghe là thấu hiểu được cái việc này, rồi mới nói với cái vị chư thiên mà quý số Cam Má, thưa vị. Rồi vị chư thiên quý số Cam Má đó mới biến, mới thể hiện thành một đứa trẻ, thì trên đầu có 5 búi tóc. Thì cái vị đứa trẻ đó đến mới nói với vua là ngài hãy để tôi sẽ mở cái này. Thì mới cầm một cái cây, thưa vị, một cái cây, cái những cái giáo hay cái cung gì đó, mới bắn vô một cái điểm mà để phá tan cái thiên la địa võng, thưa vị. Thì lúc đó cái thiên la địa võng mới 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 cái bằng là mới đổ nát đó, đó. Ra đổ nát thiên la địa võng, thưa vị, đó là cánh cửa xá lợi mới mở ra. Thì cái điều này mới kinh kinh khủng, thưa vị, cái điều mới thấy cái sự vi diệu thù thắng. Thì khi mà ông vua bước vô được căn phòng mà sợ xá lợi, thì ông mới thấy điều này là những ngọn đèn cháy sáng cách 218 năm trước đó vẫn còn cháy sáng. Có nghĩa là do năng lực chú nguyện của ngài Ma Cáp Sát Bá, cho nên là hai trăm mười mấy năm, hơn 210 mấy năm mà các ngọn đèn đó, trước đó nó vẫn còn cháy sáng. Thứ hai là những hoa sen màu đất vẫn tươi thắm như ngày nào. Thứ ba là và lớp hoa được rải khắp nền cũng tươi thắm như vậy, nghĩa là hoa 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 mà sen á, mà chưng á, nó cũng tươi, nó không héo, và hoa mà rải khắp nền nó cũng tươi không héo. Và thứ tư là những vật thơm tỏa ra mùi thơm vẫn như xưa. Và cuối cùng thứ năm á, là ông Vuasoka mới thấy cái đĩa vàng của ngài Ma Cáp Sát Bá ghi, thưa quý vị. Thì mới thấy là dòng chữ như vậy. Vuasoka cầm lấy đĩa bằng vàng mà trên đó để Đức Ma Cáp Sát Bá đã cho khắc ghi dòng chữ: trong ngày Vị Lai, một vị thái tử tên Phí Giá Đa Xá sẽ được tôn vương là một vị minh quân tên là Asoka. Vua Asoka sẽ phân bố rộng rãi những xá lợi khắp Nam Hiện Bộ Châu. Đức vua vui sướng và kêu rằng: này các bạn, đại đức Ma Kasapa Bá đã tiên tri về chẵm một cách đúng đắn. Dạ thưa quý vị, đó là những cái điều mà vi diệu mà được được gọi là trích trích từ chú giải chính thống, mà được ở trong tài liệu Đạt Sử Ngài Minh Quân, và sư trích cho quý vị để quý vị hiểu rõ hơn về cái vấn đề xá lợi. Còn cái vấn đề mà xá lợi mà sau 5.000 năm, khi mà đứa giáo pháp Đức Phật không còn nữa, tụ họ về đạo tràng, thì ở đây sư xin tạm gác lại là qua nhiều sự tìm hiểu của sư và tham khảo ý kiến của một vị trưởng lão thông hiểu về Pali chú giải, thì cái vấn đề mà chú giải nói về cái xá lợi mà tụ hội, thì chúng ta tạm gác lại xem được, có nghĩa là tự xem như là tham khảo, thưa quý vị. Còn nói chính thống thì sư không có dám nói là chính thống, để cho quý vị hiểu rõ như vậy. Thì cứ trước khi kết thúc ở câu trả lời là lời này, thì một lần nữa sư cũng xin cảm ơn Đại Đức Hạnh Tuệ đã tạo điều kiện để sư, mặc dù đang ở trên đất Ấn Độ, và đặc biệt là đang ở thánh tích Kusinara, nơi Đức Phật nhập vô Dương Niết Bàn, con cũng mong là cái phước báo này con chia đều cho Đại Đức Hạnh Tuệ và quý Phật tử đang xem trực tiếp chương trình vấn đáp. Nguyện mong quý vị sẽ sớm ngày đoạn tận khu chứng
chứng ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Dạ, trước khi kết thúc câu hỏi này thì sư cũng muốn quay cho quý vị xem về cái quang cảnh nơi mà Đức Thế Tôn nhập vô dư y niết bàn và cái tháp Chà Tỳ, có nghĩa là cái nơi mà để hỏa thiêu cái kim thân của Đức Phật. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, xin thưa, đây là nơi Đức Phật nhập vô dư niết bàn, quý vị. Còn phía sau là tháp Chà Tỳ, quý vị. Kính chúc quý vị rất hạnh tài và quý vị có một buổi tối thật an vui. Dạ, xin chào. Đó, về cái thông tin là xá lợi 5.000 năm á, thì đại đức Tuệ Tường đã chia sẻ với quý vị. Thì tóm lại thì chúng ta nên xem đây là một thông tin để tham khảo, còn mà nói là chính thống thì không có dám nhận là chính thống. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta làm gì với cái thông tin này, điều này nó mới quan trọng. Tức là chúng ta phải ráng chúng ta tu. Một á, là chúng ta có thể chứng đắc được đạo quả ngay trong đời này. Và hai là ngay cả trong trường hợp chúng ta không thể chứng đắc đạo quả trong đời này, thì nhờ cái chuyện chúng ta giữ giới, nhờ cái chuyện chúng ta làm các điều phước thiện, nhờ cái chuyện chúng ta làm cái chuyện là hành thiền, thì chúng ta sẽ có cơ hội sanh thiên, đi về các cảnh trời dục giới hoặc là sắc giới. Ở trên đó, xin thưa với quý vị là có vô số các vị thánh ở trên đó. Chúng ta đừng có lo cái chuyện lên trời mình không có cơ hội mình tu. Chỉ sợ lên trển mình lười, mình lo, mình hưởng thụ thôi. Chứ còn vô số các vị thánh hiện đang ở cõi trời. Ở đâu có? Do các ngài, thời Đức Phật, chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả. Đó, các vị sanh về đó. Thậm chí là có những vị lên trên đó rồi chứng đắc tứ quả A-la-hán mà vẫn chưa hết tuổi thọ, chưa vô dư niết bàn, chúng ta vẫn có thể gặp. Và lên trên đó thì nếu như chúng ta muốn biết được Đức Phật trông ra làm sao, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ chư thiên tái hiện lại cái cảnh mà Đức Thế Tôn cùng 1.250 vị tỷ kheo. Muốn biết Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, Ngài Maha Kassapa ra làm sao, mỗi một vị thánh tăng ra làm sao, thì chúng ta đều có thể nhờ chư thiên hóa hiện. Và cái cơ hội để chúng ta chứng thánh là nó rất lớn. Bởi vì chư thiên thì các vị đó có thể nhớ được kinh tạng một cách chính xác. Và khi chúng ta tái sanh về ở đó, chúng ta không còn có giới hạn ngôn ngữ nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể đọc hiểu những cái lời dạy nguyên thủy gốc của Đức Thế Tôn. Và điều cuối cùng là khi chúng ta đã nỗ lực tu như thế rồi thì cái chuyện mà xá lợi 5.000 năm có xuất hiện hay không, nó có còn quan trọng nữa hay không. Nên nhớ, Đạo Phật ấy là sự khuyến khích nỗ lực ngay trong hiện tại này, chứ không phải là một sự nỗ lực hứa hẹn ở một tương lai xa xăm. Thay vì chúng ta chờ 5.000 năm, tại sao bây giờ chúng ta không lo tu? Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.